Huy Mạnh gọi điện thoại cho quản lý của Tuấn Hưng và tuyên bố, đùa thí thôi làm gì phải căng. Sau khi cho biết mình là người đã mách công an phường vì Tuấn Hưng hát trên tầng lầu, ca sĩ Duy Mạnh đã gọi cho quản lý của Tuấn Hưng để nói chuyện. Anh cho rằng vì được xúi nên anh mới làm như vậy, do Tuấn Hưng có tính hay dỗi nên chưa thế mới vui, chứ thật ra anh quý Tuấn Hưng lắm. Mày thằng Văn viết đơn cho người, mày bảo nó kiện thằng Tuấn Hưng đi, mày chơi với Tuấn Hưng thân với nhau như thế mà nó lại bội bạc mày thì mày xúi tao, tao mới kiện như này. Tao viết rõ ràng là Phi và Văn thân nhất của Tuấn Hưng, nhưng mà thằng ấy đáng kiện không? Không chạy đến làm gì nữa, đâu, chết nó dễ thương mà có điều là thằng quá là trêu, mà không có Tuấn Hưng trêu thì cũng buồn, đúng không? Tao thật mày nghe nhá, trong giới ca sĩ này nếu mà quý nhá, tao quý thằng đấy nhất. Tao quý thì tao mới tặng hẳn hai bài hát, mà biết hai bài hát tao tặng lại còn được cả giải Sống Xanh thì mới biết đấy, là quý rồi đúng không? Và thứ hai nữa là sau cái vụ ấy rồi chẳng nhắc gì kẻ trêu thôi, nhưng mà trong cái đám này mỗi mình nó là hay dỗi hay khóc thì trêu sướng thôi. Phải giấy phép chứ, kể cả tao hỏi mày nghe nhá, làm gì có ai làm show phí đâu, tao hỏi mày tổ chức một cái live show không mà là lỗ mấy tỷ, ông định chơi cái trò bất đồng nào xong để quảng cáo PR đi, mà phải tôn trọng công an phường. Tao hỏi mày ngày hôm đấy ví dụ chẳng hạn có khoảng độ 10 ông công an trực thôi, nó làm show tự nhiên là người ta phải đang nghỉ, người ta phải điều động hơn cả vài chục người để trực trông nom, rồi vệ sinh công nhân quét rác và bao nhiêu người nữa, hiểu chưa? Nhưng chắc là công an ta nhắc nhở rồi nhưng không nghe thì người ta phạt cảnh cáo vài chục triệu bạc, thua gì đâu. Phải giấy phép chứ, chắc là xưa nay nhờ ông xin giấy phép, giờ ông không xin thì chắc là ông tố cáo nó từ nay nên chuyên môn ném đó vô tay. Đại phí, ông quan hệ chính quyền. Tao ghi âm hết đấy rồi thì tao đưa lên mạng đấy. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.